Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình tiếp tục qua bên chùa Sóc Sâu để mình quay một video ăn mừng nghe ngò Sóc Sâu 1 đạt được một số thành tích nhất định của chùa mình. Ghe Sóc Sâu 2 thì cũng đã làm liên quan ăn mừng xong rồi, nhưng mà mấy ngày đó mình bận một số công việc, mình không có thể qua quay video gửi cho mọi người được. Nhưng hôm nay nhân dịp ăn mừng Ghe Sóc Sâu 1 thì mình có qua bên chùa quay lại video không khí anh em ăn mừng Sóc Sâu 1 đạt giải nhất, cự ly 800m nam, giải nhất cự ly 800m nam nữ phối hợp, đoạt giải 2 cự ly 1200. Bây giờ các anh các chú cũng đang chuẩn bị cúng người, sau đó mình sẽ chuẩn bị đón một số anh em lại ăn mừng. Giờ mình cũng tiến vào gần hơn nữa nha. Bây giờ chuẩn bị làm thủ tục cúng mọi người. Nếu như mà chiếc xe tự ăn mà nó không muốn hay là Còn quản chủ trì tính
Ông mình như sớt đi chứ mình lấy ba giải thế mà giỏi không có ai chắc chơi mình lấy nhà hai cái nhất chắc rồi rồi đâu rồi tiền để làm nhiều quá ta trả không bỏ qua đâu tất lệ con để không tất lệ mà bé nó hay giải đi cuốn con mà bé nó xem soi tao hai tao mình lấy cái gì đâu mà có hai có hai chiếc xe đó không lẽ lấy chơi hai chiếc xe lấy hết chết luôn rồi ta cũng giữ nó vậy đó nó không có lơ mơ sau lấy thêm chứ không lẽ có đó sống tí dài nó còn thôi đó còn mơ sống tí ngày luôn sao một ngày na thằng nhật luôn từ tí ngày sao còn thôi một ngày một ngày nhất không là lấy gì ngày hai luôn rồi đó ôi phi ngay luôn nó bắt mũ chân bóng luôn kinh hơi luôn chạy đi chạy hết chạp lắm mình dường cho thức bận gơn á không xin chào cả nhà nha. Đây là thành tích đua ngang ngo được rồi đó mọi người. Đây là cự ly nam nữ. Còn đây là thành tích giải nhất Honda Airblade cự ly nam 800m. Còn đây là giải nhất cũng là xe Airblade giải nhất cự ly nam nữ phối hợp. Một tí nữa sẽ có một chiếc xe nữa đẩy song song bên này. Còn đây là bằng chống dây khen gì đó của ban tổ chức Hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 14 năm 2022 giải nhất cự ly 800m nam. Phía bên này cũng vậy nhưng mà giải nhất cự ly 800m nam nữ phối hợp.
thiệu mẹ xong mình mới giới thiệu qua mấy đi. Ngày nắng ngày chặt ngày dương này mà cho trong nhà tập tôi nó chơi chừng nha nhang pizza này nhé hay là sai nhỉ ngồi ra đi thấy các bạn nó chặt chơi rôm chừng mấy nhé đầm bay này hai chút liền đầm này ca tập tôi chơi chừng nha thấy comment na lâu Nguyễn comment na mạng mật na Hiền á, thằng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thường vụ huyện ủy thì lao xã comment Mạc Bình Minh bí thư đảng ủy xã Định, xã Vĩnh Thức B hãy comment cán bộ trung quân cả chợ nhà đây hãy comment áp tấn thấy áp này áp lực thấy nguyên áp đi hai áp không thấy người nào thôi bữa nay cũng trân trọng cũng xin báo với các vị anh em cháu mình họp mặt đây là ngày ăn mình chiến thắng hai chiếc ghe nam và nữ 800m nữ phối hợp rồi một chiếc đó là giải nhì rồi chiếc ghe dân bông chiếc ghe bầu chiếc ghe bông của mình thì cũng nhất cũng giải A như vậy là mình ngày hôm nay mình chiến thắng thì cũng có các đồng chí ở huyện có xã có đại diện của huyện đại diện của xã thì cũng là có một ý kiến phát biểu mình để động viên anh em trong thời năm tới quyết tâm mình chiến thắng nữa rồi xin trân trọng kính mời đồng chí Minh là bí thư đảng ủy xã Vĩnh Phước B trân trọng kính mời. Alo, kính thưa đồng chí Nguyễn Thành Hiền, ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quân ủy chỉ đạo toàn diện xã Vĩnh Phước B, kính thưa ban trị sự chùa cùng tất cả các đồng chí, hôm nay tôi rất vinh dự được tham dự cùng buổi liên hoan hôm nay. Buổi liên hoan nay có rất nhiều ý nghĩa, bởi vì trong lễ ông bốc thường năm thì nhìn chung chùa chúng ta tham gia các giải thi đua đạt thành tích, tuy nhiên so với năm nay thì chúng ta đạt rất là nhiều giải, tóm lại thì toàn đoàn là mình đạt ý nhất, đạt được ý nghĩa này thì nhìn chung là được sự là quyết tâm của cả các động gia cổ động viên rồi vận động viên, đặc biệt là ban chỉ đạo huấn luyện với sự quyết tâm rồi sự đoàn kết của tất cả các anh em trong cái việc là tham gia các giải, chính vì đó mà hôm nay có buổi liên hoan này thì không gì hơn đây là sự là đoàn kết của tất cả các anh em trong bộ sóc cũng như tất cả các anh em tham gia tất cả các giải phong trào, chính vì đó thì không gì hơn tôi mong rằng sự đoàn kết này được duy trì và những năm sau tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi. Xin cảm ơn tất cả. Xin chân thành Chí Minh đại diện cho đoàn của huyện của xã để phát biểu coi như là khuyến khích tinh thần anh em trong cái thời gian năm tới và năm nay cũng rất là mừng vui được chiến thắng nhiều giải. Được chiến thắng nhiều giải như vậy là năm tới mình quyết tâm thêm rồi cuối cùng cũng xin chân thành cảm ơn đồng chí Hiền đại diện cho huyện ủy ủy ban huyện rồi Chí Minh đại diện cho đảng ủy ủy ban hội đồng dân ủy ban nhân xã Định A xã Vĩnh Phước cũng như là các cái bổn sóc của chùa các vị sư cũng chân thành cảm ơn.
Bây giờ những cổ động viên nữ ha cũng đã mà qua đến chùa để cùng tham gia với anh em rồi mọi người. Ha ha ha.